nay tôi về thăm lại trường xưa. Hàng ghế rêu phong bên cây phượng già vẫn như thuở nào còn trong ký ức. Hôm nay hiện về chợt sống trong tôi. Hôm nay còn về thăm lại thầy cô, người đã cho con bao nhiêu bài giảng khắc ghi trong lòng hành trang con bước. Công ơn cô thầy dạy dỗ bao năm. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay từ mái rêu mờ. Đó là câu chuyện của chúng tôi sau 25 năm xa trường. Câu chuyện của những cựu học sinh khóa 1988-1991, trường phổ thông trung học Xuân Vinh, Xuân Thủy, tỉnh Hà Nam Ninh xưa, nay là trường trung học phổ thông Xuân Trường B, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Chúng tôi trở về thăm lại mái trường xưa trong một buổi sáng mùa thu. Ngôi trường cũ đã không còn nữa, mà thay vào đó là ngôi chùa và những dãy nhà cỏ mọc hoang tàn. Trong chúng tôi bùi ngùi nhớ lại những ngày cách đây 25 năm. Những kỷ niệm thời học trò trong sáng ngày nào trỗi dậy. Tất cả như một thước phim quay chậm, đưa chúng tôi trở về với miền ký ức xưa. Những ký ức của chúng tôi về một thời áo trắng rất đặc biệt, không chỉ là những giờ học miệt mài trong những lớp học vô cùng thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị do đất nước ta thời đó còn khó khăn, mà còn là những ngày lao động xã hội chủ nghĩa gây quỹ cho nhà trường, là những hoạt động kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3. Chính những điều đó đã làm nên một giá trị, một phong cách của các cựu học sinh trường phổ thông trung học Xuân Vinh thời bấy giờ nói chung và khóa 1988-1991 của chúng tôi nói riêng. Có một chút nghịch ngợi ngang tàn của tuổi thanh niên mới lớn, pha chút thông minh con người Xuân Trường và mang đậm những nét văn hóa đặc trưng của một vùng quê giàu truyền thống. Đặc biệt, có những niềm đam mê của những con người được rèn giũa bởi những người thầy đầy tâm huyết với nghề trồng người. Những giá trị đó vẫn luôn được chúng tôi phát huy suốt 25 năm qua và mãi mãi. Hơn cả là niềm đam mê của một thế hệ học trò nghèo, sống trong tình yêu thương, rèn giũa của những người thầy tâm huyết, thương trò như thương con. Những người lái đò cần mẫn một đời, mang chờ những khát vọng cho xây dựng tương lai. Thế là với tất cả những học sinh như chúng tôi đã tốt nghiệp ở trường mái trường thân yêu trở ra đi và bây giờ trưởng thành trong xã hội, thì cái cảm nhận đầu tiên đó là sự lòng biết ơn các thầy cô giáo, và sự tri ân của chúng tôi đối với thầy cô giáo chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì mà các thầy cô đã đưa ra. Và đấy cũng chính là cái tâm trạng của tôi cũng như tất cả mọi người mong muốn trở lại mái trường xưa, gặp lại các thầy cô giáo của mình sau bao nhiêu năm mà xa cách, cũng là nơi mà các thầy đã cho chúng tôi một cái kiến thức để chắp cánh bay vào cuộc sống, hồi hộp và mong đợi. Thực ra là kế hoạch của chúng tôi đặt ra từ trước, nhưng mà đây là một cái mà chúng tôi cũng bao nhiêu ngày nay chúng tôi trăn trở, cũng mong muốn được gặp lại tất cả các thầy cô giáo, nhìn lại các thầy cô giáo mình trẻ khỏe, khỏe mạnh, và cảm ơn lại các thầy cô. Và sự hồi hộp của chúng tôi là truyền tải cho tất cả các trường lớp của chúng tôi và tất cả các bạn cùng khóa hôm nay. Khi quay về mái trường xưa thì nhìn lại những hàng cây, những cái lớp học, những bức tường dù đã thay đổi nhưng mà chúng tôi dường như là sống lại thời học sinh ngày xưa. Ngày xưa chúng tôi nghịch lắm, thậm chí vẽ bậy cả lên tường, thậm chí còn trêu ghẹo cả thầy cô giáo. Thế nhưng tất cả bây giờ trở thành kỷ niệm, mà thành những kỷ niệm đẹp và rất là đáng nhớ. Sau 25 năm quay lại trường thì tôi thấy rất là xúc động,
về lại mái trường cũ thì quang cảnh thì là còn đây nhưng mà cũng có nhiều sự đổi thay. Gặp lại các thầy cô và được thăm lại nơi ngày xưa tôi đã học, tôi cảm thấy là rất là xúc động và rất là bồi hồi. Tôi nhớ lại cái thời học sinh, chúng tôi rất là nghịch, người ta bảo là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, quả không là sai. Khi vào lớp học rồi, thầy giáo đến lớp rồi nhưng mà có khi rồi bạn bè ngồi dưới là vẫn có khi là còn bấm chí nhau rồi chạm nhau nữa. Những cái ký ức đấy là không thể nào mà quên được trong tôi. Trong 25 năm qua, hơn 200 học sinh khóa 1988-1991, trường phổ thông trung học Xuân Vinh ngày ấy đã đặt chân lên hầu hết khắp mọi miền của Tổ quốc, mang theo những hoài bão, những ước mơ được xây dựng trên nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc suốt 3 năm học tại mái trường. Với những người thầy tận tâm, hết lòng vì học sinh, cũng rất kiên trì với lũ học sinh nghịch ngợm. Để rồi hôm nay, những cô cậu học sinh ngày ấy vẫn đau đáu trong mình, mong ngày trở về gặp lại, thăm lại mái trường xưa và tri ân những người thầy cô vô cùng đáng kính của họ. Trường Phổ thông Trung học Xuân Vinh năm xưa được thành lập từ năm 1982 theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh. Đến năm 1996, trường được đổi tên thành Trường Phổ thông Trung học Xuân Thủy B. Năm 2006 đến nay, trường mang tên Trung học Phổ thông Xuân Trường B và được xây mới tại trung tâm thị trấn huyện. Giai đoạn mới thành lập, nhà trường chỉ có 8 lớp với 440 học sinh và 18 cán bộ giáo viên. Điều kiện dạy và học gặp muôn vàn khó khăn. Khắc phục những thiếu thốn ban đầu, nhà trường đã từng bước nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất, thực hiện đổi mới, đưa mọi hoạt động vào kỷ cương, nền nếp, làm nền tảng cho phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt. Trong các giai đoạn sau, quy mô trường lớp, số lượng học sinh và cán bộ giáo viên đã phát triển theo từng năm. Trường Phổ thông Trung học Xuân Trường B mà vốn tiền thân của nó, tức là Trường Phổ thông Trung học Xuân Vinh. Trường Phổ thông Trung học Xuân Vinh được ra đời vào những năm 1982, nhưng lúc đó thì mới chỉ có một vài lớp, hai lớp từ Trường Phổ thông Trung học Xuân Trường ở địa điểm Hành Thiện đó chuyển về đây với một cái ý định là chỉ là một cái phân hiệu rồi dần dần sẽ trở thành một trường phổ thông. Vì điều kiện lúc đó tuy chiến tranh đã chấm dứt nhưng mà những ngày đầu để mà xây dựng đất nước thì chúng ta cũng chưa có các cái điều kiện để mà xây dựng được đàng hoàng, mà còn xây dựng trường cũng có tính chất như là thời kỳ chiến tranh vậy. Cho nên trường ta một thời gian dài đến 6-7 năm là hoàn toàn có thể gọi là trường do địa phương, do nhân dân xây dựng chứ không được đầu tư ngay từ đầu. Tuy thế nhưng mà các thầy giáo là các thầy giáo ở các trường ở chung quanh ta đến đây, học sinh thì cũng là học sinh của cả vùng Xuân Thủy, đặc biệt là vùng của Xuân Trường cũ, học rất là phấn khởi. Qua 34 năm xây dựng và trưởng thành, trường ngày càng phát triển vững mạnh, đã đào tạo gần 1,5 vạn học sinh. Các thế hệ học trò phát huy truyền thống của nhà trường, luôn nỗ lực phấn đấu học tập, công tác, góp phần tích cực vào việc xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Nhà trường liên tục nằm trong top các trường trung học phổ thông dẫn đầu trong toàn tỉnh, được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Nhà trường cũng vinh dự được chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Những thành tích ấy chính là bao mồ hôi công sức phấn đấu dạy và học của thầy trò nhà trường qua bao nhiêu thế hệ. Và qua 34 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành thì
Đến nay nhà trường cũng đã có những cái bước tiến rất là tốt. Nhà trường cũng đang từng bước phát triển, ổn định, vững chắc và xứng đáng là cái địa chỉ tin cậy của Đảng bộ, nhân dân huyện Xuân Trường cũng như tỉnh Nam Định và như trên toàn quốc. Khóa học 1988 và 1991 thì các em đã có nhiều cố gắng, đặc biệt là phong trào xây dựng tập thể, lớp về mặt nề nếp và đóng góp cho cái thành tích chung của nhà trường. Tạm biệt ngôi trường với nhiều kỷ niệm, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình tìm đến nhà các thầy cô giáo cũ, những người gắn bó với quãng thời gian đẹp nhất thời học trò của chúng tôi. Vẫn còn đó những câu chuyện cười xua đi cái căng thẳng sau những bài toán khó, và vẹn nguyên những bài học làm người mà các thầy được lồng trong những câu chuyện đời mang tính nhân văn sâu sắc. Chính những bài học ấy đã là động lực giúp chúng tôi phấn đấu học tập trưởng thành. Gặp lại thầy sau bao nhiêu năm xa cách, dù có thể mắt đã mờ, trí nhớ không còn được như xưa, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn ánh lên những tình cảm thiêng liêng, gần gũi, thiết tha nhất. Chúng em chuẩn bị kỷ niệm 25 năm, chúng em đến có thiệp mời, mời thầy về dự và có chút quà của chúng em. Và chúng em chúc thầy mạnh khỏe để chúng em những năm tiếp theo chúng em quay về vẫn được gặp thầy khỏe mạnh. Theo dòng chảy của thời gian, thầy chúng tôi có những người nay không còn nữa. Chúng tôi đứng đó dâng lên các thầy nén tâm nhang thay cho lời tri ân sâu sắc. Ngọn lửa tri thức mà các thầy đã thắp sáng trong chúng tôi vẫn rực cháy, mà bóng dáng thầy nay còn đâu. Thấy là cái khóa 88-91 so với cái khóa trước thì anh chị em đối với tôi thì đó là cái khóa cuối cùng mà tôi về hưu. Thì lúc đó thì trường sở chúng ta đã khá hơn, tức là số học sinh để lớp 12 đã 6 lớp và trường chúng ta lúc đó cũng đã lớn mạnh. Đến hôm nay thì tôi cũng rất là phấn khởi vì thấy là các em trưởng thành. Như tôi đã nói là cái khó khăn để xây dựng thì trường nào cũng có, nhưng mà cái trưởng thành thì do thầy giáo cũng có, nhưng mà căn bản là các em học sinh, cái sự trưởng thành của các em học sinh khóa 88 và 91 thì làm cho chúng tôi rất là phấn khởi. Còn nhớ năm 2011, các bạn lớp A khóa 1988-1991, trường phổ thông trung học Xuân Vinh là lớp đầu tiên từ khi thành lập trường tổ chức về thăm lại mái trường xưa, tri ân các thầy cô giáo cũ và gặp mặt kỷ niệm 20 năm ra trường. Đây là món quà tinh thần đầy ý nghĩa mà các bạn lớp A dành cho nhà trường và các thầy cô giáo. Và cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của tất cả thành viên khóa 1988-1991, trường Trung học Phổ thông Xuân Trường B. Tôi nhớ là cái năm đầu tiên là năm 2011 là cái lớp A của khóa 1988-1991 là khóa đầu tiên để tổ chức họp lớp và nhớ về mái trường xưa, và cũng mời tất cả các thầy cô giáo đã từng giảng dạy cũng như là lãnh đạo nhà trường hiện tại để đến dự. Và chúng tôi thấy rằng đây là một món quà rất là quý giá mà các em đã để lại cho các thầy cô cũng như mái trường. Là một người làm trong công tác giáo dục thì đây chính là cái động lực để giúp tôi tiếp tục phát triển và tiếp tục làm tốt cái vai trò của người thầy trong nhà trường. Sau đó thì cái động lực lan tỏa và các khóa, các lớp, các em
từ năm 2011 đến nay thì các em cũng đã tổ chức rất nhiều khóa. Cũng từ cuộc hội ngộ đầy ân tình của lớp A khóa 88-91 năm ấy, mà biết bao nhiêu ký ức trong sâu thẳm trái tim mỗi người lại ùa về. Tất cả đều mong muốn tổ chức một cuộc hội ngộ quy mô toàn khóa, thân mật, để mọi người có cơ hội được gặp gỡ, hàn huyên và tìm về với những kỷ niệm xưa. Ban tổ chức hội khóa được thành lập đáp ứng theo nguyện vọng của các bạn học viên khóa 1988-1991, gồm những thành viên đầy tâm huyết, nhiệt tình là đại diện cho các lớp. Kế hoạch cho buổi hội ngộ được hoạch định một cách nhanh chóng, chi tiết. Các thành viên ban tổ chức cũng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể. Chỉ sau một thời gian ngắn, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, như lựa chọn quà tặng, địa điểm tổ chức, thiết kế logo, sân khấu, báo cáo tổng hợp tình hình của các lớp, vân vân. Giấy mời cũng đã được gửi tới các thầy cô giáo và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Ngay sau phát động, chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn đang công tác và sinh sống ở phía Nam. Các bạn đã tổ chức gặp mặt thân mật các bạn cùng khóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc gặp gỡ diễn ra thân tình, ấm áp khi mà các bạn phía Nam có cơ hội được gặp lại nhau trên một miền đất khác. Các bạn bàn bạc và lên kế hoạch, và ai cũng háo hức mong đợi đến ngày hội khóa. Điều đó làm cho ban tổ chức thấy vô cùng xúc động và như được tiếp thêm sức mạnh để quyết tâm tổ chức hội khóa thành công. Tiếp theo, các bạn phía Nam, tại Hà Nội và Nam Định, các nhóm bạn đều tổ chức họp lớp để triển khai nội dung buổi hội khóa, truyền tải thông điệp của ban tổ chức tới mọi người và động viên nhau để tham dự đầy đủ. Và ý nghĩa hơn, để làm tốt công tác chuẩn bị, chúng tôi cũng nhận được sự tư vấn, giúp đỡ tận tình của thầy Đặng Xuân Thìn và thầy Nguyễn Kim Ngân. Tất cả nhằm mang đến một ngày hội khóa thực sự ý nghĩa, gắn bó, đoàn kết, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Đây cũng là niềm động viên tinh thần rất lớn để chúng tôi cố gắng tổ chức thành công hội khóa 1988-1991, trường Trung học Phổ thông Xuân Trường B. Đặc biệt thời gian công tác ở trường Phổ thông Trung học Xuân Vinh của huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Hà trước đây và nay là trường Phổ thông Trung học Phổ thông Xuân Trường B của huyện Xuân Trường. Tôi đã được trực tiếp gắn bó giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm lớp khóa học 1988-1991 suốt từ năm lớp 10 cho đến hết năm lớp 12 của các em học sinh. Đây là một khóa học đặc biệt với tôi bởi vì trong thời gian tôi cùng các em ở trường thì đúng vào thời điểm đất nước ta còn rất nhiều khó khăn gian khổ, đó là thời kỳ bao cấp, và chính vì vậy mà cả thầy cả trò đều rất vất vả trong cuộc sống mưu sinh và học tập. Tôi còn nhớ những ngày đó thì nhiều em đến trường nhưng không đủ no, mặc dù mà khó khăn như thế nhưng mà vẫn nô đùa với nhau rất thoải mái theo đúng cái tính cách của học sinh. Mà đến bây giờ nhiều em vẫn còn nhớ lại những cái kỷ niệm đó, thậm chí còn có cả những cái bức ảnh chụp lại những ngày đó. Tôi nghĩ đấy là những kỷ niệm không thể quên được. Là một giáo viên giảng dạy và trực tiếp chủ nhiệm các em thì tôi càng mừng và phấn khởi hơn khi thấy rằng là mặc dù đã 25 năm qua đi nhưng mà các em vẫn còn như ngày xưa, vẫn có những cái suy nghĩ, những cái tình cảm rất là tốt đẹp giữa bạn bè với nhau và giữa trò với thầy. Tất cả mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Với tình cảm trân trọng gửi tới các thầy cô và các cựu học sinh trường Phổ thông Trung học Xuân Vinh khóa học 1988-1991, ban tổ chức hội khóa chúng tôi mong muốn mang đến một mùa hội khóa thành công, để lại nhiều ấn tượng và dư vị sâu sắc.
Và hôm nay, thời khắc hội ngộ đã đến, hơn 100 bạn từ khắp mọi miền đất nước đã về gặp lại nhau trong ánh mắt chan hòa của tiết thu tháng 8. Đầy ắp những nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay và ánh mắt hân hoan ngày gặp mặt. Như những cánh chim bay đi muôn phương hôm nay hội tụ về đây, gặp lại nhau, được thực sự sống trong tình bạn bè, thân hữu. Qua bao năm trở lại trường xưa, hôm nay tôi gặp lại bạn bè. Gặp lại nhau sao xuyến bồi hồi, gặp lại thầy cô mến yêu. Sau bao năm trở lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm. Đã bao năm nay mới trở lại trường xưa dấu yêu. Ngày nào bạn và tôi cũng đã vượt qua những gian khó để cùng nhau tiến bước. Cùng nhau biết ơn các thầy cô dạy công đã dạy dỗ cho ta lớn khôn. Bạn ơi hãy nhớ nhé kỷ niệm những ngày xưa cùng bên nhau quấn quýt ký ức mộng mơ. Sẽ không bao giờ quên những tháng năm cùng nhau được thầy cô dìu dắt ở dưới mái trường. Các thầy cô năm xưa phần lớn đã nghỉ hưu nhưng vẫn khỏe mạnh. Những lời phát biểu của các thầy cô với chúng em hôm nay sau 25 năm vẫn chan chứa tình thương và trách nhiệm như ngày nào. Vẫn những tấm lòng bao dung rộng vòng tay đón các học trò. Vẫn những trái tim tận tụy miệt mài vì học sinh thân yêu. Vẫn trái tim tâm huyết với nghề trồng người. Thật cao cả biết bao, thật vĩ đại biết bao, nhưng cũng vẫn dung dị đời thường, vẫn chân chất mộc mạc. Với tất cả lòng thành kính của chúng tôi và tấm lòng chân thành của tất cả những người các bạn cầu xin 8891, chúng tôi xin gửi đến các thầy giáo và cô giáo lời chúc sức khỏe. Cái trường trong bắt đầu xây dựng thì trường nào cũng khó khăn cả. Nhưng mà tôi muốn nói cũng là nói cái sự thật với anh em trên nước khóa 8891 em. Thời gian này thì là thời gian mà các em chỉ có thuận lợi hơn so với những cái thời gian trước đó. Nhưng mà các thầy giáo cả lãnh đạo thì không phải là mới, mà toàn là những nơi ưu tứ mà trở về. Thời đó làm công tác đoàn thân giải thông viên thì trường Trung học phổ thông Xuân Vinh lúc bấy giờ thì cái kỷ niệm mà có thể rõ nét nhất đó là mình nhớ là phải nắm nắm cơm sang bên này để đi xuống cùng với tất cả các anh chị. Thứ hai một tập thể nữa đó là hàng năm để chúng ta cái hoạt động công tác đoàn phong trào thanh niên thì đêm 25 tháng 4 cán bộ giáo viên ra Sài Gòn mỏng công an thì hầu như là không có làm gì có tiền mà mời cái phong trào xây dựng tập thể của thế hệ các anh chị trường đó là rất là tốt. Thế hệ học sinh sau các anh chị các em vào trường các em cũng có cái phong trào xây dựng tập thể rất là tốt, rất là tốt. Và khi mà các em kết thúc khóa học ra trường thì cũng cùng với thời điểm mà tôi chia tay mấy thì cái khóa học này có rất nhiều những kỷ niệm không thể quên được. Thời kỳ đó thì để lấy tiền về hỗ trợ xây dựng trường thì các em đi lao động rất là vất vả. Học trò các em chơi với nhau cũng như là những cái hoạt động mà với các thầy cô thì cũng còn lưu lại đến bây giờ. Kỷ niệm trong trường thì mình không có, để nhưng mà có một cái là có một cái trò giờ thì khác, đó là như bạn Quang hồi nãy nói môn sợ nhất là môn tiếng Anh. 25 năm đã trôi qua, mọi thứ dường như đã thay đổi, nhưng tình cảm của chúng ta khóa 8891 vẫn dường như
còn mới như ngày nào. Đáp ứng lòng mong mỏi của tất cả các bạn, chúng tôi đã tổ chức ngày hội khóa hôm nay. Chúng ta đã về đây thăm lại mái trường xưa, nơi chúng ta đã cất giữ những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời. Chúng ta đã gặp lại các thầy, các cô, những người đã chắp chúng ta đôi cánh những ước mơ để có cuộc sống ngày hôm nay. Chúng ta đã gặp lại các bạn bè thân thiết một thời, trong đó có những người mà chúng ta chưa kịp nói những điều muốn nói. Hôm nay thực sự là ngày hội của khóa 8891. Chúng tôi mong rằng sau ngày hội ngộ hôm nay, chúng ta tình cảm của chúng ta sẽ gắn kết hơn, sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn, giúp đỡ nhau nhiều hơn và có những nhiều hành động thiết thực để hướng về nhà trường và hướng về các thầy cô giáo. Đây sẽ là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người, là sợi dây gắn kết yêu thương, đưa mọi người xích lại gần nhau hơn. Và mãi mãi trong tim luôn có hình ảnh ngôi trường phổ thông trung học Xuân Vinh năm nào. Luôn nhớ về các thành viên niên khóa 1988-1991 thân yêu. Xin được mượn lời của vị hoàng đế Hy Lạp cổ đại Alexandre Đại Đế: tôi mang ơn cha mẹ cho tôi sự sống, nhưng tri ân thầy tôi đã cho tôi sống đẹp. Đó là tâm niệm của chúng em suốt cuộc đời này đối với các thầy, cô giáo, những người đã chắp cánh ước mơ cho chúng em bay cao, bay xa. Còn đối với các bạn khóa 1988-91, chúng tôi vẫn muốn nói rằng không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, nhất là những người bạn thời cắp sách đến trường. Trôi mau.